Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em giới thiệu với anh em mình là một cái số loa. Anh em mình xem có nhu cầu cặp nào thì liên hệ với em nha. Thì tất cả loa trên màn ảnh anh em mình đang xem đây thì đều là loa hàng xịn hết nha anh em nha. Hàng xịn hết. Và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết clip ha. Và báo giá từng cặp một cho anh em mình tiện việc theo dõi và mua hàng. Đây em có về được cái cặp loa sạc pin Vega của Mỹ nha anh em. Loa bass nha. Đó, loa bass sạc pin Vega của Mỹ. Thì cặp này về là nó còn nguyên cái thùng giấy của nó luôn anh em. Đó, nó còn cái thùng giấy của nó nha. Đó. Là cái thùng này là cái thùng giấy của hãng lúc mà người ta bán ra. Thì bên Nhật thì người ta không có dùng anh em, người ta để mấy chục năm rồi, cái thùng nó cũng rất là cũ kỹ rồi anh em. Đó. Đây là nó có cái logo của loa nè ha, và chữ sạc pin Vega ở đây nè, nhưng mà hơi mờ nha anh em, nó tại lâu quá rồi. Đây, nhưng mà loa thì còn rất là đẹp nha anh em, màn loa còn rất là đẹp nha. Đó. Rồi, và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết clip hôm nay và báo giá cho anh em mình nha. Đầu tiên đây là một cái cặp loa trép anh em nha, cặp loa trép của Yamaha. Có mã là GA0522. Cặp này thì không gà em hết hàng anh em nha. Cặp này không gà em hết hàng. Đó, thì nay em có đường cặp anh em mình có nhu cầu thì liên hệ nha. Đó, mấy clip trước em đăng lên thì bán hết rồi anh em. Đó. Con này đường kính lo là nó gần 10 phân nha anh em. Đường kính lo là gần 10 phân. Còn chiều xéo ha, chiều xéo là 11 phân 7. Lo trép đơm nha. Trép đơm. Nón của nó là nón màu ngọc anh em. Đó. Anh em mình nhìn cái nón nè nha. Đó. À, con này là con trép Yamaha, xương là xương gan nha anh em nha, xương gan. Đó. Lo rất là đẹp nha anh em. Anh em mình xem ha, có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Cặp lo trép Yamaha này giá là 1,6 triệu nha, giá là 1,6 triệu. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ. Những cái dòng này thì tiếng trép nó rất là hay nha anh em, tiếng nó rất là bén. Và đây thì cái cặp lo trung anh em nha, cặp lo trung cặp lo trung của Onkyo lo mít nha anh em. Đó, cặp lo mít lo trung trung đơm nha, trung đơm. Cái nón nhôm nó rất là to, cái con này cái con của nó cũng rất là to nha anh em, cái con của nó là nó bự theo cái nón luôn anh em ạ. Thì cặp này con nó rất là to, con này đường kính lo là nó 15 phân nha anh em. Cặp lo trung có đường kính là 15 phân và đây thì nó sẽ có một cái lớp lưới nha, lớp lưới bảo vệ cái nón lo ha. Đó. Và phía dưới này thì hãng có dán một cái miếng để mà tiêu tán âm nha anh em. Đó, tiêu tán âm cho cái âm trung nó lan tỏa ra nha anh em. Cặp này thì rất là đẹp và gấu nha, cũ nó rất là gấu anh em ạ, cũ rất là to nha. Đó. Lo thì về là con kiến là nguyên riêng nha anh em, nữa em đã test ok hết rồi. Cặp này rất là nặng nha anh em nha, rất là nặng luôn. Dao băng 8 ohm nha, đó, và trên củ lo thì chỉ ghi có 10 W thôi anh em. Và công suất ghi trên củ lo là công suất nhỏ nó có thể hoạt động nha, chứ không phải là công suất max ghi như ghi trên thùng nha anh em. Cũ rất là to, cụ tử rất là to nha anh em nha. Cặp này giá là 1,6 triệu nha, giá là 1,6 triệu. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ ha. Và đây là cái cặp lo trép mít nha anh em, nó cặp lo mít, đó, trép mít của Boss. Thì Boss thì thiết kế là nó nhỏ nhỏ thôi anh em, nó không có to nha. Đường kính lo là nó chiều ngang ha, chiều ngang là gần 7 phân nha anh em, chiều ngang là gần 7 phân. Còn chiều xéo á là 9 phân ha. Thì cặp này anh em mình có thể làm lo trép mít để mà nghe nhạc và karaoke đều được nha. Thì Boss thì cái chép của nó ha và cái mít của nó thì thiết kế rất là nhỏ thôi anh em. Nó như những cái dòng Lobo 301 series 2, 345 đồ ha. Thì con chép nó thì nhiều dòng chép nó chỉ có 5 phân hoặc là 8 phân thôi nha. Đó. Nhưng mà anh em mình sử dụng nghe nhạc và karaoke rất là hay. Thì đây là dòng lo Boss xịn nha anh em nha. Dòng lo Boss xịn. Thì những cái dòng này á nó không có nhiều hàng nha anh em nha. Đó. Màn của nó là màn ánh tím nha, và phía trên thì nó sẽ có một cái lớp lưới bảo vệ. Và cái lớp lưới này anh em mình gờ vô nó rất là mịn nha anh em. Nó cái lớp lưới này gờ vô rất là mịn tay luôn. Đó. Và phía dưới là một cái màn loa. Thì anh em mình cũng có thể gỡ cái miếng lưới này ra nếu như mà anh em mình không thích nha. Nhưng mà hàng về cái miếng lưới này nó quá đẹp ha, nó không bị lủng rách gì cho nên là em để luôn nha. Cái màn ở phía dưới là màn ánh tím ha. Cặp này giá là 1,3 triệu nha anh em. Cặp này nó hát là chuyên về tiếng mít là nhiều nha anh em nha, tiếng trung á ha. Anh em mình đang cần tìm loa trung mà nhỏ nhỏ mà chất lượng thì cứ mấy cặp này. Và đây là cái cặp lo bass 25 nha anh em nha, cặp lo bass 25 của Nhật ha, hàng sao băng xịn, xương á là xương gan ha, xương gan đúc nguyên khối. Đó.
thì con này chở kháng là 6 ohm nha anh em. Đó. Thì những cái lo 8 ohm thì anh em mình đa phần đo là từ 6 ohm mấy ha, hoặc là 7 ohm mấy là nhiều. Đó, chứ 8 ohm thì thật sự nó cũng rất ít có đâu lo nào đạt được 8 ohm nha. Đó, những cái cũ lo mà ghi 8 ohm thì anh em mình đo là tầm 6 ohm mấy, 7 ohm là nhiều ha. Con này thì hàng Nhật ha, thép từ là thép từ 7 màu, cũng chưa có bị hen rỉ gì ha, rất là đẹp. Con này thì nó ghi công suất nhỏ, có thể hoạt động là 30W nha anh em, nhưng mà còn công suất hoạt động của nó và công suất mát thì sẽ lớn hơn như thế này rất là nhiều. Con dòng này khá là to anh em nha, con này khá là to nè nha, nhện là nhện cũng rất là to, nhện chân cao ha. Đó, con to. Con này thì tiếng sáng nha anh em, con này thì tiếng sáng. Con này đường kính á là nó 29 phân nha anh em nha. Con này đường kính lo là 29 phân. Đó, đo phủ bì nha anh em. Xin lỗi anh em mình 28 phân rưỡi nha, 28 phân rưỡi đo phủ bì ha. Đó. Anh em mình xem có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Đó. Màn là màn giấy ha, màn giấy. Nón là nón lõm anh em, cái nón lõm giống như là cái nón súp vậy đó nha. Nón lõm giống như là cái nón súp vậy đó. Và gân á là gân vải lụa nha, gân vải lụa. Con này thì tiếng bass mềm nha, và cái tiếng trung á ha, tiếng lời nó lọt vô con này rất là sáng luôn. Nói chung con này tiếng mềm và sáng nha anh em. Đó, anh em nào mà thích tiếng bass mềm sáng thì lấy cặp này nha. Đó, em đã test rồi. Xương nó đúc nguyên khối nha anh em nha. Và đây là chiếc còn lại anh em ha. Chiếc còn lại thì nó cũng đẹp không kém cạnh gì chiếc đầu nha. Đó. Dòng này thì con nó khá là to anh em ạ. Đây, để em đo lại đường kính cho anh em mình xem nha. Đường kính của lo là 28 phân rưỡi ha, 28 phân rưỡi. Và cái nẹp này là nẹp màu xanh nha anh em, nẹp màu xanh ha. Đó, gân là gân lụa ha, gân vải nguyên rin. Cái nón nó thiết kế giống như là cái nón của lo súp vậy anh em, nó lõm xuống luôn nha. Đó, cái nón nó lõm xuống luôn. À, những cái lo này thì nhìn rất là đẹp anh em. Đó, những cái lo thiết kế những cái nón này thì nhìn rất là đẹp ha. Đó. Đây, lo nguyên rin hát tốt nha. Rồi, cặp lo bass của Nhật ha, nó đường kính lo là nó 28 phân rưỡi, cặp này giá 2 triệu nha anh em nha. Cặp này giá 2 triệu, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ nha. Và cuối cùng đây là cái cặp lo bass anh em nha. Cặp lo bass của Sekvin Vega anh em nha. Cặp lo bass của Sekvin Vega. Và đây là cái hộp của em nó luôn nè. Cái hộp này rất là cũ kỹ rồi anh em. Tại cái hộp này nó cũng mấy chục năm rồi. Đa phần những cái lo này bây giờ thì sẽ không có còn hộp nữa anh em. Nhưng mà cái cặp này bên người Nhật người ta, bên người Nhật người ta bảo quản rất là tốt nha. Đó, bên người Nhật người ta bảo quản rất là tốt. Đó, cho nên là nó còn ha. Thì em cũng không biết là cái hộp này là đúng của cái lo này hay không nữa. Thì cái cũ lo này là cũ lo Sekvin Vega nha, cũ lo Sekvin Vega. Đó. Nhưng mà cái chữ dưới này nè, nó mờ quá anh em ạ. À. Nó mờ quá, em chỉ còn thấy cái logo của Sekvin Vega với là cái chữ Sekvin Vega thôi. Thì bên Nhật người ta gửi về chung với cái thùng này. Thì em thấy để vô nó khá là vừa luôn anh em. Nó để cái lo vô là nó vừa triến luôn nè. Đó. Tại mấy cái này thì vận chuyển đồ á, nó bị cấn vô ha. Chứ mấy cái này nó không cấn thì chắc nó cũng tròn theo cái lo này luôn nha anh em. Đó, và như thế này thì người ta đẩy lên ha. Đó, thì em thấy nó vừa triến luôn anh em. Đó. Nó vừa triến luôn nè. Cái này thì bên kia chắc người ta cũng không dùng nhiều anh em, nên ta bỏ vô cái thùng này người ta cất á, nhưng mà mấy chục năm rồi anh em, mấy cái lo này mấy chục năm rồi, cho nên là người ta không bảo quản tốt á, bụi đồ nó vào ha, bụi đồ nó vào thì cái cũ lo của nó cũng không còn đẹp như mới. À, thì à, anh em mình cứ xem qua hình ảnh nha. Đó, mấy cái này là mấy cái gân của nó, mấy cái gân cũ của nó mục quá, nó bám lên nè anh em. Đó, một phần á là do bụi nó bay vào ha, tại vì người ta chỉ bỏ vô cái thùng này thôi, người ta không có quấn ly lông đầu lại. Lấy lại một phần nữa là cái gân đỏ ha, cái gân đỏ của nó mục nè, thì nó dính ra nè anh em. Đó, anh em mình thấy không? Đó, thì cái gân này mấy chục năm rồi chắc chắn sẽ không còn ha, cho nên là cái gân này thì bên em đã thay lại nha anh em. Đó, thay gân xịn cho anh em mình rồi nha, về anh em mình chỉ kia việc dùng thôi ha. Đó, thì cái cặp này là cặp lo Sekvin Vega của Mỹ. Cặp lo này nó có đường kính á ha, cái cặp lo này có đường kính là 21 phân nha anh em nha. Đó, 21 phân. Thì cặp này mua vào cũng khá là cao nha anh em. Tuy là lo 20 thôi nhưng mà mấy cái dòng này thì giá tiền nó khá là cao nha. Đó. Đây. Thì anh em mình có mua hàng bên Nhật á thì cũng biết rồi ha. Những cặp lo mà nó còn cái hộp này nè, lúc nào mình mua nó cũng cao hơn cả những cặp lo nó rời ha, lúc nào cũng vậy. Đây, bên đây là cộng ha, bên đây là trừ. Và lo Mỹ á, thì trên cũ lo nó chỉ có vài cái mã số này thôi, chứ nó cũng không có ghi là made in USA nha. Có đời có đời không nha anh em. Nó như những cái cũ này là không có cái không có cái chữ made in USA ghi trên đây nha. Đó. Anh em mình xem. Đây thì em thấy là 10. Đây, 10 hay 19 gì nè, 89 hơi mờ quá.
mấy cái chữ này nó nhìn không được rõ anh em ạ. Mấy cái mã số đó, xương thì đẹp nha anh em nha, xương thì đẹp. Con kiết là nguyên rin nha, con là con nguyên rin đó. Chỉ có là thay cái viền này thôi ha, thay cái viền này thôi. Đây. Cặp này thì hát tốt nha anh em, em đã kiểm tra rồi và cặp này bass nó đánh rất là hay nha. Em đã test tiếng bass của con này rồi. Con này thì tiếng bass nó đánh là tuyệt vời luôn ha. Đó. Cặp này thì bass 20 nha anh em nha, cặp đôi spin Vega này bass 20, giá cặp này là 2,2 triệu nha anh em, giá 2,2 triệu cặp này ha. Nó tuy là nó bass 20 thôi nhưng mà dòng này là nó cũng khá là cao tiền đó, cho nên là em mua vào giá nó cũng hơi nhỉnh hơn nha anh em. Thì em cân đối giá ha, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ. Giá cặp này là 2,2 triệu nha, 2,2 triệu cặp này, lo 20 ha. Đó. Đồ phủ bì là 21 phân. Cái nẹp này thì nó nhìn nó giống như là cái da vậy đó anh em. Thì khi em gửi hàng thì em sẽ bỏ vô cái hộp này nha. Em bỏ vô cái hộp này em gửi cho anh em mình. Và em sẽ gia cố thêm nữa nha. Em sẽ gia cố thêm chứ cái hộp này thì không đảm bảo an toàn để gửi đi rồi ha. Em sẽ bỏ lôi vô cái hộp này và em sẽ gia cố thêm bên ngoài nữa, để cho tới tay này mình an toàn nhất nha. Anh em mình yên tâm. Rồi clip của em cũng xin được kết thúc tại đây nha. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.